Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức là món cà ri gà thơm béo nhưng mà không quá ngán, để mình ăn kèm với bún hoặc là với bánh mì, để mà mình ăn sáng hoặc là khi nhà mình có khách có tiệc, các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món ăn này. Và để thực hiện được món cà ri gà, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây mình có một con gà, mình cân lên được là 2 kg nha các bạn. Sau khi mình đã sơ chế sạch hết rồi, mình cân lên là 2 kg nha. Con gà cũng khá là to. Hôm nay mình nấu cà ri gà, mình dùng gà trống thì thịt nó sẽ dai ngon hơn. Tuy nhiên cái thời gian mình nấu nó cũng sẽ lâu hơn so với gà công nghiệp hoặc là gà mái. Do có nhiều nguyên liệu vậy cho nên là mình làm đến đâu mình chia sẻ chi tiết đến đó để các bạn có thể là dễ dàng nắm rõ công thức hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món cà ri gà thơm béo này nhé. Rồi đây là gà mình đã chặt ra từng miếng nhỏ. Thì đối với món cà ri á, các bạn chặt miếng nó cũng hơi to to như thế này nè các bạn, thì sẽ ngon hơn nha, đừng có chặt nhỏ quá. Bây giờ mình ướp gia vị cho thịt gà. Mình cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Cho vào đây 1 muỗng canh bột ngũ vị hương và 1 muỗng canh bột nghệ. Tiếp đến cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Cho vào đây 1 muỗng canh sả ớt băm, 1 muỗng canh hành tím băm và nửa muỗng canh tỏi băm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Mình sẽ ướp gia vị cho gà trong khoảng thời gian là 30 phút để cho gà có thời gian ngấm nha. Tiếp đến chúng ta đi chuẩn bị khoai lang. Cho nước vào thau, cho vào đây nửa muỗng canh muối, khoai lang gọt vỏ, 5 khoai vào trong thau nước muối pha loãng. Các bạn cắt nhỏ khoai với độ dày là khoảng 2 cm. Rồi tiếp tục cho ngâm vào lại thau nước muối pha loãng 5 phút. Rồi các bạn ngâm khoai trong thau nước muối pha loãng trong khoảng thời gian 5 phút để cho nhựa mủ của khoai nó sạch nha. Rồi mình rửa sạch lại với nước một lần nữa để cho ráo. Tiếp đến các bạn bắt lên bếp một cái nồi, cho vào đây 2 muỗng canh dầu màu điều. Rồi dầu đã nóng, các bạn cho sả vào. Ở đây mình có 3 cây sả đập dập và cắt khúc. Cho sả và ớt băm vào luôn. Tỏi hành tím băm. Các bạn để mức lửa nhỏ giúp mình nha. Sau khi tỏi và hành đã thơm, các bạn tăng mức lửa lên mức lửa trung bình. Rồi mình cho gà đã ướp trước đó vào, mình xào cho nó thơm. Rồi khi thịt gà đã săn rồi, bây giờ các bạn tăng lên mức lửa lớn luôn giúp mình. Mình cho vào đây 400ml nước dừa tươi. Trường hợp không có nước dừa tươi thì các bạn cho nước lọc bình thường cũng được. Và tiếp đến mình cho vào đây 1.2 lít nước cốt dừa dảo, tức là nước cốt các bạn vắt ở lần thứ 2, lần thứ 3. Trường hợp mà các bạn không thích ăn béo như thế này á, ít béo hơn thì các bạn sử dụng hoàn toàn từ nước dừa tươi nha, hoặc là nước lọc. Và mình vẫn đang để mức lửa lớn, mình chờ cho thịt gà nó sôi bùng trở lại rồi mình giảm lửa. Rồi mình cho vào thau nước á, khoảng 50ml nước lọc á, để mình tráng hết cái gia vị nó còn sót lại ở trong thau nha. Rồi để món cà ri gà của mình thơm ngon hơn thì ở đây mình có lá sả nè. Đó, lá sả mình bây giờ mình tận dụng lại, mình bó lại rồi mình cho vào để mà mình hầm, mình nấu luôn. Rồi khi các bạn nhận thấy là cà ri của mình á, nó đã sôi bùng trở lại thì các bạn chỉnh về mức lửa trung bình và mình nấu cho đến khi thịt gà nó mềm. Rồi trong thời gian mình chờ cho thịt gà mềm á, thì bên cạnh đó mình đi chiên khoai. Thì các bạn lưu ý nha, đây là khoai nè,
Sau khi mà mình đã rửa qua với nước, mình ngâm trong nước muối pha loãng và mình rửa qua với nước, các bạn để vào cái rổ cho thật là ráo nước rồi mình mới mang đi chiên để tránh bị văng dầu nha. Rồi các bạn cho khoai vào chiên, mình chiên sơ thôi khoảng 2 phút nha. Dầu sôi thì các bạn cho khoai vào chiên 2 phút rồi các bạn vớt ra liền. Các bạn để mức lửa nhỏ thôi. Rồi đã được 2 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ vớt khoai ra. Rồi các bạn sẽ để cho khoai nó nguội hoàn toàn luôn nha. Bởi vì khi mà khoai còn nóng mà các bạn cho vào nồi cà ri á thì khoai rất là dễ bị rã ra, nó bị nát ra, nó sẽ không ngon. Rồi các bạn có thể là đậy nắp lại để cho gà nó nhăn mềm nha. Lâu lâu các bạn nhớ mở nắp ra mình kiểm tra. Rồi sau khoảng thời gian 20 phút, bây giờ mình mở nắp ra mình kiểm tra xem là thịt gà đã mềm chưa. Bằng cách là các bạn sẽ dùng một chiếc đũa thế này, các bạn xăm vào thịt gà. Rồi đó các bạn, mình xăm vào rất là dễ dàng ha, thịt gà đã mềm rồi. Bây giờ các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ vừa giúp mình nha. Sau khi chỉnh về mức lửa nhỏ vừa, các bạn cho vào đây 3 bịch sữa tươi có đường. Mỗi một gói sữa thế này là 220ml. Rồi gói thứ hai. Rồi gói thứ ba. Sau khi các bạn đã cho sữa tươi vào rồi, bây giờ các bạn cho vào đây là nước cốt nhất, nước cốt dừa. Mình bắt lần đầu tiên, mình cho đây là 400ml nước cốt dừa. Và mình thấy cái lượng nước cốt dừa, sữa tươi, tổng cộng lượng nước mình cho vào mình thấy rất là vừa phải. Rồi sau khi đã cho sữa và nước cốt dừa nhất vào, các bạn để mức lửa nhỏ vừa giúp mình. Các bạn không nên để mức lửa lớn để tránh cho sữa và nước cốt dừa của mình nó bị vón cục, nó sẽ không có còn ngon nữa. Rồi bây giờ thì mình có thể là cho khoai mình đã chiên trước đó, mình để nguội, mình cho vào lúc này luôn. Rồi mình để mức lửa nhỏ vừa, mình sẽ nấu trong khoảng thời gian là 10 phút nữa. Rồi lúc này các bạn cũng có thể là nêm nếm lại xem là gia vị nó đã phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn chưa nha. Mình thấy là cà ri của mình nó có cái độ ngọt vừa phải, nó không có ngọt quá và rất là thơm, có cái vị hơi béo nhẹ chứ không có quá ngán như bình thường. Bởi vì nếu mà các bạn mà thích cho cà ri của mình nó béo hoặc là béo luôn thì các bạn sử dụng hoàn toàn từ nước cốt dừa. Rồi bây giờ thì mình muốn cho cà ri của mình nó thêm đậm đà để mình ăn kèm với bún cũng như là bánh mì, cho nên là mình sẽ nêm nếm thêm một chút xíu gia vị nữa nha. Với mình thì là người miền Nam, mình ăn cái khẩu vị nó sẽ hơi ngọt hơn bình thường, cho nên là mình nêm thêm vào đây là nửa muỗng canh đường. Mình vẫn đang để mức lửa nhỏ vừa, mình nấu cho đến khi khoai, mình kiểm tra thấy khoai mềm là mình tiếp tục cho hành tây vào ha. Rồi bây giờ thì mình kiểm tra xem là khoai đã mềm chưa nha các bạn. Rồi khoai mình xăm vào dễ dàng như thế này tức là khoai cũng đã chín rồi, nhưng mà nó không có bị rã, không có bị nát, như vậy là vừa rồi. Rồi tiếp đến các bạn cho vào đây là một củ hành tây. Một củ hành tây cũng vừa vừa thôi các bạn, không quá to. Các bạn cắt muối cao như thế này nè. Đó, các bạn cắt muối cao thế này. Bây giờ mình cho vào luôn. Mình cho vào nồi cà ri, mình nấu thêm 2 phút là mình tắt nha. Mình không nấu quá lâu. Trường hợp mà các bạn thích cái nước cà ri của mình nó sánh hơn á, thì các bạn có thể là hòa thêm một muỗng canh bột năng. Các bạn khuấy trước với một ít nước lọc, rồi các bạn cho vào để tạo cái độ sánh cho cà ri. Còn mà không thích ăn sánh mà các bạn thích cái nước cà ri nó bình thường như thế này, giống như của mình, thì không cần phải cho bột vào ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cà ri gà ha các bạn. Rất là thơm, béo nhưng mà không quá ngán nha. Thịt gà thì nó mềm, dai. Khoai thì cũng mềm nhưng mà không có bị nát gì hết, các bạn thấy không?
và cái gia vị mình nêm nếm cũng như là cái lượng nước mình cho vào ngày hôm nay như thế này là rất là vừa, không quá nhiều. Và trường hợp các bạn thích cho cà ri gà của mình nó có cái độ sánh thì như mình đã nói á, các bạn cho thêm bột năng vào. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cà ri gà. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món cà ri gà của mình ngày hôm nay cũng như là yêu thích công thức này, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về món cà ri gà, các bạn hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!